Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Em là Nam ở Thái Bình, số điện thoại 0983 818 955. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái hệ thống lái dành cho xe 4 bánh. Ở đây sử dụng cái vô lăng ATV loại đẹp nhất và đắt nhất hiện trên thị trường hiện nay. Thương lái thì có thể sử dụng nhiều cỡ khác nhau. Ở đây là thương lái nhỏ, gọn. Các bạn có thể mua loại thương lái dài và to hơn thì tùy. Cái vô lăng này thì nó có cái chỗ để sử dụng công tắc còi, tuy nhiên cái đấy các bạn phải độ chế lại một chút thì sẽ làm được. Cái đường kính vô lăng là 32 cm. Cái đoạn ống lối này thì nó có các cỡ dài ngắn khác nhau tùy cho từng xe. Các bạn cần loại nào thì các bạn cứ yêu cầu. Cái khớp lối này thì theo mình nghĩ là các bạn nên mua rời hai cái đầu khớp này về, các bạn là hàn với cái sắt phi 14 như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn đối với từng loại xe. Chứ mình bán sẵn cho các bạn như thế này về, nhiều khi thiết kế xe xong thì nó dài ngắn khác nhau nó cũng khó. Hàn xì thì đơn giản rồi. Đấy, mọi cái thì nó cơ bản là như vậy thôi. Nếu các bạn cần đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cái việc đăng ký kênh này nó rất là lợi khi mà các bạn dễ dàng xem lại được những cái video cũ và những cái video đã từng xem trên cái kênh của mình. Đấy, nó rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.